Dạ chào mừng cô chú khán giả, chúc mừng cô chú khán giả nhiều sức khỏe. Mừng cô chú khán giả biết không, hôm nay là con chuẩn bị cái hùng siêu to khổng lồ này để con gói một món quà bự và đặc biệt cho em con, mà không biết mà cô chú có biết món quà gì không? Bây giờ con sẽ đem cho cha con gói món quà này rất là đặc biệt luôn. Nhanh đây con. Dạ xin chào bà con cô bác, Hương vừa kính chúc với bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Đó. À, hôm bữa thì Thế Vĩnh có tặng cho Trà Sữa một món quà bé bé xinh xinh rồi. Mà Trà Sữa nói sao anh hai không có tặng cho em món quà bự giống như quà của cô Uyên. Đó, cho nên hôm nay Khương Dừa sẽ hỗ trợ cho Thế Vĩnh gói một cái món quà rất là thiết thực, rất là hữu dụng cho Trà Sữa, để Trà Sữa dùng nha bà con quá. Chiều cha đi làm về cha biết là em hết tả rồi đó, cho nên là cha đi cha ghé cho mua đó. Con mở cái quà này thế nào em nó cũng sẽ rất là bất ngờ. Băng keo, lấy băng keo, lấy băng keo gói rồi. Phụ chai, phụ chai đi. Nó là nhìn cho thấy. Con ghéo. Con ghéo đi. Vòng vòng. Con nghĩ con quà này em sẽ bất ngờ không? Sẽ có bất ngờ. À, không? Mà hai con em vui đó ha, là buồn. Dạ, không biết. Con nhớ, nhớ có lần cha với con tặng em mấy cái quà như vậy con nhớ không? Khóc quá trời khóc. Nhưng mà nay em không khóc nữa đâu. Nay em lớn rồi. Nay em nói em mắc cỡ, bây giờ em không cỡ nữa. Bây giờ em nói là em hết tài dầm rồi. Đó, em hết tài dầm rồi, em ngoan. À, được rồi, được rồi. Gói quá nhiều thì lát em mở không được. Rồi cắn ra cắn. Đây. Nó lạc chứ hả? Lạc gì? Rồi bỏ vô, đi từ từ. Ê, ê, đứa con gói cái này. Hả? Đứa con gói cái này. Nè, không, cho con xài rồi. Đây. Đứa con ghé mắng kêu vô. Mắng kêu vô ha. Ở không, hai cho con mình ở không. Ghẹo em. Chơi đưa đưa ra. Cha đang kêu giữ em mà, đừng cho em ra vào đây. Đó. Cắn nha. Từ 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 rồi. Cắn rồi gói không được. Rồi, cắn rồi, cắn rồi. Giờ lát vô nói quà của ai gửi ta? Nói quà của chú Phong. Thôi, chú Phong không đúng. Phong ở kế bên nè, nói quà của chú Ronaldo đi, của danh thủ Ronaldo đi, nổi tiếng thế giới ha. Cha cũng thích chú Ronaldo đá banh, nói cho chú Ronaldo tặng đi. Dạ. Đưa đưa gói em đường nữa cho sợ không thấy. Nói chú Ronaldo ở nước ngoài mà có coi kênh của Sữa nữa, thông cảm rồi tặng cho Sữa quà luôn. Thông cảm nè ha. Được không? Được chưa? Được chưa? Được rồi, thôi. Chưa đâu. Chẳng quá người lát mở không được đâu. Em lần nữa đi. Lần nữa ha. Cái lần này còn hở đây, con dán lại thêm lần nữa. Nói. Cái dán lần này đi, con dán lần dài qua. Thôi, được rồi, nhiều nữa được rồi. Vậy con này cũng dán lần này cho. Nó của cô nào? Ha, hay là nó của chú Ronaldo tặng? Ronaldo. Nó của chú Ronaldo tặng hả? Messi. Chứ hay là chú Messi. Chú Hoàng Hải. Có những người nào nổi tiếng hả? Chú. À. Thôi nói cô Hồ Bích Trâm đi. Okay. Không, nhưng mà cô Hồ Bích Trâm thì Sữa biết. Nhiều khi Sữa
chú giận cậu ở trong sao? Mình nói một người tên người nước ngoài đi. Từ từ cha. Cái đường này nó còn hở nè. Được rồi, được rồi. Đừng nói tên, nói tên của một người nước ngoài được không? Tên gì? Tên gì nó vui vui á? Tên gì vui vui à? Để coi coi coi. Ăn kem đờ hết răng được không? Dạ. Ăn kem đờ hết răng. Đờ hết răng. Ăn kem đờ hết răng. Thì cô đó tên là ăn kem đờ hết răng. Ha. Dạ. Nhớ nhớ tên không? Dạ. Ha. Ăn cơ, ăn kem đi hết răng. Ăn kem đi hết răng ha. Tên nước ngoài. Ha. Tên người nó là cô người Pháp ha. Ok không? Được không? Đây đây cha, đây cha. Rồi xong. Giờ đi vô tặng em ha. Để có dấu vân tay. À ha. Dạ bà con cô bác thân mến ơi, xong một món quà rất là to, con bưng cho. Rất là đẹp. Bây giờ là Thương Dừa với lại Thế Dĩnh sẽ mang vô tặng cho trà sữa nha bà con cô bác. Con bưng cha. Để vô, để vô, để vô. Xong rồi. Rồi, bây giờ con vô con kêu em ra đi để nói là nè nè dặn. Nói em có quà sinh nhật muộn. Thì em ra nhận. Sữa ơi, sữa quà sinh nhật muộn nè cả những. Nhanh đi sữa ơi. Sữa. Sữa ơi. Sữa đâu ta? Chào ông bà công chú. Chào bà chú. Ơi, nè từ từ. Sao nay cuộc tâm ngộ vậy? Phanh tay chào đồng hoàng. Chào bà chú đi. Chúc bà con chú nhiều sức khỏe. Rồi. Anh Hải ấm sao nổi? Để thử rồi. Chúc bà con chú. Rồi anh Hải ấm em coi. Rồi em ấm anh Hải coi. Không cái này anh hỏi luôn kìa. Rồi một đứa một bên. Con ngồi xuống cho nó nghe nè. Con ngồi đây nó cho nó nghe nè. Từ từ. Nè nó nghe sinh nhật con là ngày mấy? Vậy ngày 109. Không biết. Ngày 9 tháng 4. Ngày 9 cái gì? Ngày 9 tháng 4 mà nay là ngày mười mấy rồi? Ngày 17 tháng 4. 17 tháng 4 mà con còn được nhận quà luôn, con thấy con hạnh phúc không? Hả? Dạ. Rồi. Và con có mua nôn nóng mà mua khui phần quà này không? Phần quà này ai tặng anh hai? Dạ của chú Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn, cảm ơn chú. Cảm ơn chú Ronaldo. 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 Chú đó đã bằng nó. Ủa sao con biết hay vậy? Thì con coi trên tạp chí là người ta là Ronaldo. Là người ta thích vẽ. Người ta nói là thích trà thủ nào cái chú đó nói là Ronaldo. 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 Ủa, con biết danh thủ Ronaldo luôn hả? Mà tuy nhiên á, người ta kêu vẽ Ronaldo mà tuy nhiên vẽ Messi à. Ủa biết chú Messi luôn hả? Ủa ghê hả? Trời ơi. Biết Lợi Hải không? Sửa Lợi Hải luôn. Biết Roma không? Rồi sửa. Roma là cầu thủ á. Sửa hay ta. Sửa biết cứng thắng banh chưa ta? Danh thủ. Trời ơi hay ta. Biết chú Ronaldo, con thích chú Ronaldo không? Dạ thích. Thích hả? Còn bữa nay có chú Ronaldo tặng cho con món quà nè, con vui không? Dạ chú Messi. Chú Messi tặng gửi sao? Chú Messi với chú Ronaldo ở bên kia cũng có coi clip của con nữa. Chú nói chờ trà sữa. Ronaldo. 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 Đây con phanh tay cảm ơn. Ronaldo. Phanh tay cảm ơn chú Ronaldo đây. Cảm ơn chú Ronaldo. À, đã tặng món quà sinh nhật cho con. Cảm ơn để món quà sinh nhật cho con. Này con hỏi chú khi nào tới sinh nhật con tặng gửi tặng quà lại cho chú. Ronaldo. Ronaldo. Nè, rồi khui nè, chú mới khui quà. Để em khui đi anh hai. Rồi đứng khui ra con. Khui quà con. Từ từ sửa. Từ từ khui quà mà mình phải trân trọng không? Chú gửi cho mình đó. Từ từ không. Không phải nhẹ nhàng không ơi. Gái mà thùy mị nức na. Rồi. Rồi. 1 2 3. Wow. À, sao có 1 không? Hả? Sao có 1 không? Hả? Thì một phần quà đây một phần quà đây nè. Sao chú gói kỹ vậy ba? Chú gói thùng chú gói đây đó. Em đây. Để anh hai qua đây ngồi anh hai. Anh hai ngồi đây rồi. Để em ngồi khui quà nè. Đừng anh hai. Trời ơi, chắc qua nhận quà ngoài này chắc em thích lắm nè. Từ từ con. Từ từ. Từ từ.
Thôi để mở ra, em mở, để mở, nhắm mắt lại coi. Nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt. Nó bất ngờ. Để em tự ngồi không? Không không, sao vậy? Sao vậy? Thôi con, thôi đâu vậy? Không rồi. Ông thích mà nè. Đẹp quá chị. Đẹp mà, không thích này. Cái gì? Tả ra trong tả là đồ khác nè, không lấy ra mày lấy à. Tả là sô cô la. Ra đây coi. Em lấy cái bịch tả nè. Đâu? Thiệt, ở trong là một bộ đồ. Ở trong là đồ á. Thiệt. Ở trong là đồ. À thiệt mà. Nè. Ở trong là đồ á. Sao không như tin lên đây? Xé ra đi. Xé đâu? Xé đâu? Hả? Xé ra đi. Con mới cánh mở. Xé ra mới được. Mở tại đây. Có đường lằn cắt chứ không có đường lằn. Thúng, thúng ông vậy nè, quà của chú Lulu tặng nè. Nè. Thiệt mà, có đồ, có quần nè. Cái này mới là đồ. Số kỳ quá. Kỳ quá. Cái đó là tả thì con này mới là đồ à. Sao không mất con nào của chú lên đâu. Nha mở nha. Cái đó là tả. Con này là đồ. Con có thể đồ đẹp, đồ ngủ. Đứng nhau. Con có thể tả không? Thôi xin lỗi. Thôi xin lỗi. Cái gì? Hết quà. Thôi về cho dẫn đi mua quà. Thôi cho dẫn đi mua quà. Thôi dẫn đi mua quà. Thôi cho dẫn đi mua quà. Thôi về. Giờ tao còn bán quà nè. Thôi đừng như vậy. Thôi thôi cho. Đồ kỳ quá. Lỡ gì kỳ quá. Không có bàn tay. Trời thích luôn lên đây. Sao vậy không? Thì con nói với mày. Thôi cho dẫn mày. Nói chú chú lên đê có gửi tiền cho cha nè. Gửi tiền cho cha rồi cha đi mua quà cho con. Anh hai đứa nè. Tại vì cái đó là cha chịu rồi cha đi mua cho con. Rồi cha gói quà cho em sữa. Rồi đúng. Cha được á. Hỏi chú quà của chú lên đông đậm mà đẹp mà. Sao vậy? Cha mình đi gió rồi, mùa lộ ngủ cha. Bị động về ai đi ngủ đó. Ủa vậy hả? À nói gió là luôn ngủ dài hả? Chú em đâu kỳ quá. Hai dẹp đi. Chú em đâu kỳ quá. Quà đẹp quá à. Thôi cho nó của anh Hai. Để đó anh Hai xài nha. Thôi thôi đừng nghiệm anh Hai. Cái đó anh Hai xài nha. Cái đó cho anh Hai xài chứ sữa đâu có đi. Sữa đâu có tè dầm nữa đúng không? Sữa đâu có mặt ngọt tả hả? Đèn à. Đúng không? Ông mơ mơ ngàn ở dưới đâu. Chú đâu kỳ quá chứ. Chú đâu kỳ quá. Thôi giờ con cho dẫn con đi mua quà khác ha. Ok. Rồi hai này khóc lớn quá nè. Thôi xin lỗi ông bà cô chú đi. Nói con xin lỗi. Xin lỗi. Tại chú đó. Chú gì? Gọi tả đó. Sao đâu có mặt tả đâu. Nhưng mà chú gọi. Không, tại chú coi clip hồi nhỏ, con có mặt tả, chú gửi. Giờ lớn quá chú không coi. Lâu quá chú không coi clip á. Thì con nói cho chú biết đi. Với cầu quần áo chứ không phải là tả. À, con cầu quần áo thôi, không cần tả ha. Nói chú đâu đi. Nói chú đâu đi, để chú bao mới mốt, chú đâu biết chú đâu gửi về. Hả? Nói chú đâu đi. Nóng quá. Nói chú đâu đi. Hả? Thôi nhưng mà chú Đô cũng có tấm lòng gửi tặng cho mình thôi, mình cảm ơn chứ. Cảm ơn chú Y, nhưng mà con không tàn, con xài cho Quy xài. Ha. Ha. Được không? Rồi nói cảm ơn chú Y. Cảm ơn chú. Dạ con nãy con khóc, con phản ứng hơi mạnh quá nên chưa xin lỗi chú nha. Nha, con xin lỗi chú. Tại chú mua tạ như vậy nữa. Thì con xin lỗi chú đi, thôi lỡ rồi chú đâu biết. Có nghĩa là hồi nhỏ con xài tả đúng không? Nhỏ con có xài không? Bây giờ lớn con không xài đúng không?
thì lâu rồi chú không coi clip con lớn, clip lớn của con, cho nên là chú không biết chú mua. Giờ mua mình không xài mình cho em ha, cho My ha. Thì con nói chú đi, nói qua. Một bịch cho My, một bịch cho Quy. Cho nguyên bịch ha. Rồi giờ con nói cảm ơn chú đi, chú tặng quà cho con. Giờ con không có sử dụng, con cho em con. Nói chú đi để thôi chú mất. Cảm ơn chú. Khoanh tay cảm ơn chú đàng hoàng. Cảm ơn chú, giờ chú. Dẫn đi quà. Chú gì? Đi. Chú gì? Cảm ơn chú Linh Đông. Cảm ơn chú Linh Đông tặng quà. Nhưng mà con nghĩ là chú Mixi cũng gửi cái tả không? Chú Mixi gửi tả luôn à? Hay chú này kỳ thiệt. Rồi bây giờ làm sao? Giờ đi mua đồ ha. Nhưng mà hồi nãy phản ứng mạnh quá à, sợ ông bà của chú chị giận á. Thôi khoanh tay xin lỗi ông bà của chú đi. Xin lỗi ông bà chú. Mốt con không có khóc gì nữa. Con không khóc nữa, tại chú là con khóc đó. Chú đâu? Chú đâu hả? Chú đá tôi cho đội tuyển nào vậy? Hả? Đội tuyển Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha. Còn chú Messi đá cho Argentina. À thôi là cảm ơn chú nè. Thôi chú sức khỏe. Dạ chào tạm biệt. Giờ thôi về cha con dẫn con. Con cần quà của chú đâu. Con cho mấy em. À thôi rồi mốt lần sau chú nhận quà coi cho tặng quà chú có nhận không? Cha có nhận không? Hả sao? Nói con cần quà gì nè, nói chú biết chú tặng. Quần áo. Nó nói chú nè. Quần áo bánh kẹo chứ không phải là bịch tả. Súng găng. Ờ nói bịch tả con không xài nữa, con lớn rồi, nay năm 5 tuổi đúng không? Dạ rồi. Ừ dạ rồi thôi cũng cảm ơn chú Ronaldo rất nhiều nha chú Messi ơi. Chú Ronaldo đã tặng tả rồi, mốt chú Messi đừng có tặng tả nữa nha. Em không có xài tả nữa, em lớn rồi. Thôi con cũng cảm ơn. Chú Messi mà tặng tả nữa giận chú luôn á. Con nói giận chú đi chú Ronaldo á. Giận hai chú luôn nha. Con không coi chú đá banh luôn nha. Con không ủng hộ chú luôn ha. Con không cài mưa cho chú nữa. Dạ rồi thôi cũng cảm sao? Con là fan chú luôn hả? Con là fan chú hả? Mà tự nhiên gửi tả nó thì không muốn đâu. Còn nếu như gửi khác là fan ha. Gửi gì là fan? Nè thôi sẵn nói với chú luôn thì cha nghe nói mấy chú đá chung đội của chú là chuẩn bị gửi tả rồi gửi gì qua cho con nữa đó. Con nói luôn đi. Con không cần tả. Mà con cảm ơn chú tặng quà nhưng mà con không cần tả. Con cảm ơn con không cần tả. Dạ rồi thôi con chào tạm biệt đi, chào tạm biệt hai chú đi. Tạm biệt hai chú. Tạm biệt hai chú. Dạ cảm ơn hai chú rất nhiều nha. Dạ thôi chào tạm biệt quý bà con chú chị. Chào tạm biệt quý bà con chú luôn nè. Lớn rồi còn ấm nữa. Dạ kính chúc quý bà con chú nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt, xin hẹn lại rất nhiều.